Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ana Trần. Hôm nay Ana muốn chia sẻ với chúng ta một mẫu nail cực kỳ thịnh hành hiện nay. Đó chính là một mẫu trang trí móng theo phong cách thủy tinh, cụ thể là bướm thủy tinh. Để có thể thực hiện mẫu nail bướm thủy tinh đang hot hiện nay thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước một màu sơn nền tùy ý. Ở đây Ana lựa chọn sơn nền màu hồng. Sau đó bắt đầu chúng ta sẽ phác thảo lên đây một chú bướm. Để có thể phác thảo ra một chú bướm thì chúng ta sẽ sử dụng cọ râu, lấy vào cho vẽ màu trắng. Sau đó lần lượt phác thảo ra một chữ X nằm ở xéo móng. Rồi chúng ta sẽ lần lượt nối hai cạnh của chữ X này lại để tạo ra hai cánh bướm chính. Từ hai cánh bướm chính này thì chúng ta sẽ vẽ thêm hai cánh bướm phụ ở bên dưới để tạo ra 4 cánh cho một chú bướm. Đã phác thảo xong 4 cánh rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần tô màu cho chú bướm này. Lần lượt tô màu trắng hết cho tất cả các cánh bướm. Tô xong phần màu trắng cho 4 cánh bướm để có một chú bướm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho đi hơi đèn để khô cố định phần màu trắng này trước. Phần màu trắng đã khô cố định rồi thì bây giờ chúng ta sẽ viền lại cho chú bướm trở nên sắc sảo và định hình ra chú bướm bằng cách sử dụng cho vẽ màu đen. Rồi chúng ta lần lượt viền lại các cạnh ngoài cùng của các cánh. Ta lần lượt viền theo 4 cánh đã chia trước đó. Sau khi đã có cánh cho bướm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thêm thân hình vào đây. Chúng ta sẽ vẽ một dáng hình dài ở giữa các cánh để tạo ra thân hình cho bướm. Rồi cho thêm các râu cho bướm. Đến đây là bạn đã thêm xong các chi tiết để tạo ra một chú bướm. Nhưng để chú bướm của chúng ta trở nên đặc sắc và đẹp mắt hơn thì các bạn sẽ tán thêm phần màu vào. Tùy thuộc vào theo sở thích của bạn muốn cánh bướm màu gì hoặc nổi bật các họa tiết gì mà chúng ta sẽ lần lượt thêm vào đây. Ở đây Ana sẽ cho thêm các chấm màu đen tùy ý lên đây. Rồi tán các chấm màu đen này lam chuyển màu ra, tạo ra hiệu ứng chuyển màu cho cánh bướm. Ta lần lượt sử dụng cọ tô, mứt cọ cùng với tóp treo và dặm các màu đen này nhạt dần ra phía ngoài để tạo ra độ tan cho phần màu đen đốm. Lần lượt thao tác hết cho hai cánh chính. Tán tan để tạo ra các đốm tùy ý trên cánh chính rồi thì cánh phụ chúng ta sẽ tạo ra một độ tối cho cánh bằng cách tán tan phần che vẽ màu đen ở bên dưới cánh này lên để tạo ra hiệu ứng ở bên dưới thì đậm và nhạt dần lên phía trên. Và cho thêm hai chấm nhỏ để trang trí. Đến đây là chúng ta đã đánh xong các phần tối cho cánh bướm. Bạn sẽ cho đi hơ đèn cho khô tất cả các màu vừa mới đánh lên này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ trang trí lên cho phần cánh sau bằng cách cho thêm một ít màu tùy ý lên đây và tán phần màu này nhạt dần ra phía ngoài để tạo ra hiệu ứng cánh bên dưới có màu khác. Ở đây thì cũng tùy thuộc vào sở thích của bạn, muốn cánh dưới của bướm màu gì mà ta lần lượt cho lên thôi. Đến đây là bạn đã xong hết tất cả các họa tiết của bướm rồi. Chúng ta sẽ sơn bóng treo lên đây để hoàn tất chú bướm. Bạn đã vẽ hoàn tất chú bướm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho phần thủy tinh lên đây. Sử dụng một cây cọ râu lấy vào treo trong. Sau đó cho lên phần cánh chính của bướm. Tùy thuộc vào sở thích bạn muốn phần cánh này cao lên nhiều hay là ít mà ta sẽ lần lượt dít cục treo này cho lên phần cánh bướm để phần cánh bướm có phần cao lên. Sau đó cho đi hơ đèn cho khô phần này trước. Rồi bắt đầu ta sẽ tạo ra các hiệu ứng giọt sương trên cánh bướm để tạo ra hiệu ứng thủy tinh bằng cách bạn dít một giọt treo, đặt ở phía ngoài cánh, kéo vào bên trong thân. Cứ như vậy lần lượt ta phủ kín hết phần cánh bướm để tạo ra các hiệu ứng thủy tinh trên cánh. và cho đi hơ đèn cho khô các phần thủy tinh vừa mới cho lên này. Bạn đã cho xong các phần thủy tinh và hơ đèn khô theo ý rồi thì chúng ta sẽ sơn bóng treo lên đây. Bạn chỉ cần sơn bóng cho mỗi phần thủy tinh thôi, vì những phần cánh bướm mà bên dưới bạn đã sơn bóng trước đó rồi. Bây giờ ta sơn bóng lại để cho phần thủy tinh này được bóng bền và đẹp. Rồi cũng không quên đính thêm một ít đá lên phần thân của bướm để tạo điểm nhấn. Và sau khi đã đính xong phần đá là bạn cũng đã xong chú bướm. Đến đây là Ana đã chia sẻ xong với các bạn từng bước một để có thể trang trí một chú bướm theo phong cách thủy tinh trên móng. Và với phong cách trang trí móng theo dáng thủy tinh mới lạ này, bạn có thể sáng tạo tùy ý để có thể tạo ra rất nhiều bộ móng theo kiểu dáng khác nhau với cùng một phong cách sử dụng treo thủy tinh. Nếu bạn thấy video của Ana bổ ích, hãy nhấn like và nhấn chia sẻ để bạn bè cùng xem. Nhớ hãy nhấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để đón xem các video mới hơn của Ana. Xin chào và hẹn gặp lại.